Kính chào quý khán thính giả. Hàng năm, tỉnh xá Ngọc Châu đều hòa chung không khí mùa Vu Lan báo hiếu để Phật tử có đầy đủ duyên lành, bày tỏ lòng tri ân và báo ân của mình đến ba ngôi Tam Bảo. Đối với cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, cũng như cha mẹ hiện tiền. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, tỉnh xá Ngọc Châu đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2561 tại thành phố Portland. Trong đại lễ năm nay, dưới sự chứng minh của quý chư tăng, đức tăng ni khắp nơi về tham dự. Đang duyên khởi đại hiếu một kiền liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn thường tọa, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý quan khách, quý Phật tử đồng hương thân mến hiện diện hôm nay. Một mùa Vu Lan nữa lại về trên quê hương người viễn xứ. Thưa tất cả quý vị, về nói về Vu Lan và ý nghĩa của báo hiếu trong dịp Vu Lan thì từ xưa đến nay kinh điển đã lưu truyền và chư tôn đức các bậc tiền bối cũng như chư vị thích giả đã chia sẻ rất nhiều. Tuy nhiên, riêng cá nhân tôi thấy có một điều rất quan trọng nhưng ít ai đề cập đến. Và như chúng ta đã biết, như kinh điển đã truyền, thì khi dâng bát cơm đến cho người mẹ hiền, thì người mẹ của mình bưng bát cơm đưa vào miệng và cũng sợ những người chung quanh cướp giật đi vì quá đói khát, và mẹ ngài đã dùng tay che đậy. Tuy nhiên, một sự kiện hết sức đau lòng xảy ra như trong kinh Vu Lan và tất cả quý khán thính giả cũng như Phật tử chúng ta đều biết, đó là cơm đưa chưa đến miệng đà hóa thành than lửa đốt mà đặng đâu. Ni sư Thích Nữ Hiếu Liên đã chia sẻ về ý nghĩa trai đàn chẩn tế. Tâm nguyện của sư cô là nếu như trên đời này tất cả chúng ta quan tâm nhau trong cái hiện tại, thì chúng ta thấy mắt nhìn tai nghe thì chúng ta quan niệm, quan tâm. Còn những người đã mất đi, ở đó trong đó có cha, ông bà, cha mẹ của mình hiện đời, nhưng ít có ai nhớ tới, thoáng qua trong giấc mơ rồi thì mất đi. Mình đâu biết được những vị đó đã giải thoát chưa, hay là người ta còn đang u uẩn ở trong một thế giới trung ấm nào đó. Thành ra đến mỗi lần mùa Vu Lan là cái mùa mà sư cô luôn luôn nhớ đến cái tâm nguyện của mình. Mình phải làm cái gì để mà bù lại cái sự thiếu sót đó, trống vắng đó, mà không có thân nhân lo lắng. Những hương linh mà thọ tự ở sư cô từ ngày thành lập đến giờ trên 10 năm, có những vị gửi đến xong rồi thì như gió thoảng mây bay không có về. Thành ra phần cuối đại lễ là lời cảm tạ của ni sư Thích Nữ Hiếu Liên, trưởng ban tổ chức, cũng như lễ cúng dường trai tăng và quý Phật tử đã dùng cơm chay do ban tổ chức khoản đãi. Chúng tôi, phóng viên Oregon, tường trình cho SBTN từ thành phố Portland.